Anh tỉnh rồi hả? Nè, xíu đừng có ăn sáng nha, để tôi khám lại cho anh lần nữa đó. Ủa, đêm qua có cái này đâu, mà anh ta đâu rồi? Về rồi. Sao lại về? Nói canh tôi ngủ cơ mà. Đúng là làm ơn bác quán, nhờ ơn của anh đó, người ta thức cả đêm đó. Thảo ơi, vô giúp anh. Giúp anh đỡ cậu ta vậy. Từ từ đây. Cậu ta đang bị sốt cao, em ra ngoài lấy thuốc đi. Dạ rồi. Cố lên. Cậu ta đang có dấu hiệu bị mê sản, em chích giúp anh đi. Ra ngoài trực đi, để cậu ta ăn trong cho. Không sao, không có sao, không sao. Ngờ ngờ, mở ráp lên đi. Hả? Có điện thoại không? Điện thoại nè, mở ráp lên, ok. À, đây. Mở lên. Rồi đó. Tình yêu là gì mà lại khiến con tim anh vun vỡ, chôn sâu thương nhớ trong lòng không nguôi. Nhà trốn từng dòng kỷ niệm của riêng ai ta đã có rồi bao. Chăm sóc cả đêm, sướng ghê. Mình ở chồng mới chưa. Nghĩ mà rớt trong mắt. À. Hả? Là mình có nghe không? Mình nói chuyện là mình nghe nha, nói chuyện nha. Ý là nếu mà tôi khám xong lần nữa là anh được về rồi đó. Mà nhớ nè, nghe là y tá dặn dò nè nha. Mình về nhà mình đi đứng cho giống con người giùm cái. Đi đứng nằm ngồi giống con người. Con mắt của mình mở to ra mình nhìn xung quanh. Mình đi, không để té nữa. Té nữa gãy tay lần nữa. Khúc này là tôi cưa. Mà nghĩ sao, đẹp trai, cưa tay, cùi, xấu. Ok, hiểu không? À, cảm ơn cô. Ơn nghĩa gì, tôi có làm gì đâu. Phòng khám này của anh Khoa đó. Anh Khoa cũng trả tiền phí cho anh rồi đó. Thôi, tôi đi à.